Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng xem một cái video liên quan tới một cái chủ đề khá là thú vị. Đó là chọn PC, laptop dành cho BA. PC, laptop là một trong những cái công cụ nó rất là quan trọng. Tại vì nếu như chúng ta không có PC, laptop thì chúng ta sẽ rất là khó vào làm việc. Cho nên là chọn một cái PC, laptop dành cho BA. Nó cũng tạm gọi là đi kiếm cái cần câu cơm dành cho BA. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình để giúp cho các bạn khi mà các bạn có nhu cầu chọn một cái PC hoặc là một cái laptop dành cho cái công việc của các bạn thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Các bạn sẽ thấy là chúng ta cũng phải xem qua cái tính chất công việc của BA. Chúng ta không phải là chúng ta chọn PC, chúng ta chọn laptop theo cái kiểu là anh kia làm BA lâu rồi, anh thấy anh đó làm kiểu đó, hoặc là anh ơi, anh làm BA rồi thì anh sẽ chọn cái máy tính như thế nào ra sao. Chúng ta không thể nào chọn theo kiểu đó, tại vì chắc gì là họ hiểu rõ và cũng như là họ có thể chọn theo thói quen. Họ có thể chọn theo cái kiểu là bản thân cái người mà các bạn hỏi họ lại chọn theo cái kiểu là được người kia chỉ, hoặc là đôi khi là do chính cửa hàng bán laptop PC người ta hướng dẫn rồi, mà đôi khi họ không có phải vì là cái tính chất công việc của BA họ không tìm hiểu, mà họ chỉ vì hôm đó cái doanh số của máy đó cần phải đẩy cao nên họ sẽ cố gắng để mà họ đưa vào cái lựa chọn dành cho khách hàng, dành cho người mua. Đó là một cái sự không hợp lý. Chúng ta làm gì chúng ta cũng phải hiểu rõ là chúng ta mua để phục vụ những công việc gì, cái công việc của chúng ta như thế nào, chứ không phải là chúng ta thích mua hay cái gì cũng được. Còn nếu như các bạn mua để thực sự các bạn học và các bạn làm công việc của BA thì việc đầu tiên chúng ta sẽ phải coi chúng ta sẽ cần những cái công việc gì, cái tính chất công việc của chúng ta như thế nào để chúng ta lựa chọn một cái máy tính cho nó chính xác. Công việc của BA bao gồm hai cái nội dung chính. Thứ nhất đó là công việc phân tích. Thì trong quá trình phân tích các bạn sẽ thấy chúng ta cần phải vẽ diagram, chúng ta cần phải viết document, chúng ta đôi khi cũng phải lướt web YouTube. Lướt web YouTube đôi khi chúng ta vì mục đích research, mục đích học tập. Từ những cái mục đích đó thì lướt web YouTube nó cũng phục vụ rất nhiều cho công việc, nó giúp cho chúng ta để mà trau dồi học tập rất là nhiều. Thứ tư đó là những cái công việc văn phòng như là email, soạn thảo văn bản nói chung. Thứ năm, các bạn cũng phải đụng tới những cái công việc hàng ngày liên quan tới họp hành. Ví dụ các bạn phải họp qua Zoom, họp qua Microsoft Teams, họp qua Google Meeting, hay là những cái công việc trao đổi hàng ngày thông qua chat, thông qua Skype, thông qua Teams, thông qua Facebook, Zalo, vân vân. Cũng như là các bạn sẽ có những cái hoạt động khác. Đó là những cái công việc liên quan tới phân tích. Công việc thứ hai, tính chất nhóm thứ hai mà các bạn sẽ phải xử lý đó là liên quan tới thuyết trình và trình bày. Các bạn sẽ phải làm slide, thuyết trình slide PowerPoint, các bạn phải làm thuyết trình video, các bạn sẽ phải xử lý về mặt hình ảnh, các bạn cũng phải có những cái cuộc gặp gỡ stakeholder vân vân, và cũng như các bạn sẽ có những cái hoạt động thuyết trình, trình bày, họp hành khác. Thì qua những cái tính chất này các bạn thấy tính chất công việc của BA thật ra nó không có đòi hỏi các bạn phải có một cái máy có hình nặng. Tại vì chúng ta không có làm nhiều việc nặng đâu. Bản chất cái công việc hàng ngày của BA nó không có nặng. Phần lớn cái công việc của BA nó mang tính văn phòng nhiều hơn. Từ cái tính chất công việc như vậy thì những yếu tố nào vào khi mà chúng ta lựa chọn cái PC hay là cái laptop? Có 1, 2, 3, 4, 5. 5 yếu tố chúng ta cần phải đưa vào những cái tiêu chí này để mà chúng ta lựa chọn cái PC hay là cái laptop. Thật ra có những yếu tố nó liên quan tới cái laptop nhiều hơn là cái PC. Tại vì cái PC nó dễ chịu hơn cho các bạn rất là nhiều. Tuy nhiên cái laptop thì nó làm sẵn nè, nó build sẵn nè. Cho nên chúng ta cũng phải xét những cái yếu tố đó để mà chúng ta đảm bảo được cái công việc của chúng ta nó phù hợp, cũng như là nó cân bằng được cái giá tiền, cái budget, cái ngân sách của chúng ta với cái mong muốn khi mà chúng ta làm việc. Yếu tố đầu tiên đó là yếu tố CPU. CPU thì thật ra các bạn thấy cái tính chất công việc của BA thật sự nó tính chất công việc của BA nó không cần một cái máy quá mạnh, mà chúng ta chỉ cần một cái máy mức độ vừa phải thôi. Tại vì CPU chúng ta không có làm những công việc nặng như là thiết kế đồ họa, dựng phim, cho nên chúng ta cũng không cần quá mạnh đâu. Bản chất chúng ta không cần một cái con CPU quá mạnh. Cơ bản các bạn chỉ cần một con CPU Intel i3 hoặc là con AMD Ryzen 3 là đủ. Intel i3 và Ryzen 3 bây giờ cũng nó đã rất là mạnh rồi. Chúng ta không cần phải lên những cái con kinh hồn non nước như i7, i9 làm gì cả. Hoặc là Ryzen 7, Ryzen 9 làm gì cả. Rất là dư thừa. Như các bạn có tiền hơn một chút, các bạn có thể sử dụng con i5 hoặc là Ryzen 5. Đối với bản thân mình, tới đó là đủ rồi. Các bạn không cần quá nhiều đâu. Cho dù các bạn làm PC hay laptop thì chăng nữa thì i3 hoặc là i5 hoặc là Ryzen 3 hoặc là Ryzen 5 là đủ rồi.
Ngoài ra các bạn đừng có sử dụng mấy cái dòng như Pentium, cái dòng CPU thấp ha. Rồi, ngoài ra thì cái vấn đề liên quan tới con CPU này đó là cái vấn đề về mặt tản nhiệt. Không phải các bạn có một con CPU mạnh thì mặc nhiên các bạn sẽ có một cái máy mạnh đâu. Tại vì các bạn có một con CPU mạnh nhưng mà các bạn không có một cái tản nhiệt tốt á, chúng ta sẽ gặp phải cái vấn đề là khi con CPU hoạt động, con CPU sẽ nóng lên. Và khi nó nóng lên mà tản nhiệt không tốt, cái hệ thống nó sẽ tự động giảm cái hiệu năng của con CPU xuống, dẫn tới là các bạn có mua một con i7, i9 đi chăng nữa, hoặc là Ryzen 7 hay Ryzen 9 đi chăng nữa, nó nóng quá nó cũng sẽ làm giảm xuống, không khác gì một con Pentium, một con Celeron đâu, rất yếu luôn. Cho nên khi mà các bạn xử lý về mặt máy tính, không phải chỉ quan tâm tới chuyện con CPU là gì mà các bạn phải coi cái phần tản nhiệt. Các bạn có thể dùng từ khóa Google là cái hãng nè, cái brand nè, cái mã máy, và các bạn thêm cái từ khóa là inside hoặc là disassembly để bạn coi coi là bên trong cái máy tính laptop mà các bạn muốn mua nó như thế nào, cái tính chất tản nhiệt như sao. Ví dụ như ở đây các bạn thấy nhìn bên tay trái nè, là cái máy này, cái con tản nhiệt nó có chút xíu à, nó nhỏ xíu à, và cái máy này chạy cực kỳ nóng. Cái máy này sẽ chạy rất nóng khi mà các bạn làm những tác vụ, các bạn không cần tác vụ nặng đâu, đôi khi các bạn ngồi gõ văn bản hay các bạn mở trình duyệt web lên nhiều tab thôi là nó đã nóng rồi, mà nó đã nóng rồi nó bóp hiệu năng của bạn rất là nhiều. Cho nên là các bạn phải rất là chú ý đối với cái tản nhiệt này. Đây là một cái điểm mà đôi khi chúng ta chỉ quan tâm nó mỏng nó nhẹ này kia rồi chúng ta mua một cái máy rất là mạnh, nhưng bạn không để ý những cái vấn đề tản nhiệt này, thì các bạn có mua một cái máy mạnh đi chăng nữa thì nó cũng chạy không thể nào hết hiệu năng của nó. Mà máy nó càng nóng thì nó bóp hiệu năng càng nhiều, nó bóp hiệu năng càng nhiều, mà bóp hiệu càng nhiều thì các bạn đang rất là phí tiền. À, cho nên chúng ta phải cân bằng những cái chuyện này, chứ không phải là các bạn cứ thấy máy mỏng nhẹ máy này kia là tự nhiên các bạn mua đâu. Đối với desktop thì rất là dễ dàng, tại vì đối với PC desktop các bạn rất là dễ thay quạt tản nhiệt, các bạn rất là dễ sử dụng những cái tản nhiệt nó xịn sò hơn, nó rất là đơn giản. Nhưng laptop, cái vấn đề tản nhiệt là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng mà các bạn cần phải take care. Tiếp theo đó là RAM. Thường thì các bạn sẽ thấy là trên thị trường đó, người ta sẽ gắn chỉ có 8 GB thôi, đôi khi có một số máy chỉ có 4 GB thôi. Tuy nhiên các bạn nên hiểu là các bạn nhìn cái tính chất công việc hồi nãy, các bạn khá là đa nhiệm. Đa nhiệm tức là làm nhiều tác vụ cùng lúc. Các bạn sẽ thấy là đôi khi các bạn làm việc, các bạn cần phải mở Word để mà soạn thảo document của mình nè, mở phần mềm diagram ví dụ là Visio hoặc là Draw.io nè. Các bạn sẽ phải mở những cái phần mềm mind map như là Miro nè, các bạn sẽ phải mở Figma nè, các bạn phải mở Google Chrome nè, Firefox nè, hoặc là đôi khi các bạn muốn vừa làm các bạn vừa nghe nhạc, ví dụ như vậy. Các bạn thấy mức độ đa nhiệm rất là nhiều. Thì đa nhiệm như vậy nó đòi hỏi RAM, tại vì những cái phần mềm bây giờ nó sẽ có những cái phần mềm nó rất là ngốn RAM, Chrome nó cũng ngốn RAM. Hoặc là bây giờ các bạn thấy Microsoft Teams nó rất là thông dụng, cái việc mà sử dụng Microsoft Teams nó cũng rất là ngốn RAM. Nên là các bạn cần phải tối thiểu ít nhất cũng phải 8 GB. Tuy nhiên mình vẫn recommend không đủ RAM các bạn nên mua thêm cái RAM để làm sao các bạn phải tối thiểu là từ 12 tới 16 GB thì các bạn mới đảm bảo được cái máy của bạn mượt mà. Đối với desktop, đối với PC desktop thì rất là dễ, các bạn gắn thêm cái RAM rất là dễ. Còn đối với laptop các bạn sẽ phải rất là chú ý khi mà các bạn mua. Chúng ta phải nên nâng cấp tối thiểu là 12 GB, còn recommend của mình vẫn là làm sao các bạn mua có 16 GB. Tiếp theo đó là lưu trữ. Thì lưu trữ chính của laptop hiện nay đó là ổ cứng SSD, thường là theo chuẩn NVMe. Desktop thì dễ rồi, desktop thì chúng ta đương nhiên là chúng ta có sẵn cái cổng NVMe trên mainboard để mà chúng ta gắn những ổ cứng SSD M2. Còn đối với laptop thì thường bây giờ họ cũng đã có những ổ SSD M2 theo chuẩn NVMe rồi, cho nên rất là dễ dàng về mặt lưu trữ tốc độ cao. Tuy nhiên thì lưu trữ tốc độ cao nó sẽ bị ngược lại ở chỗ là nó sẽ có dung lượng lưu trữ thấp, cho nên là dung lượng SSD nên tối thiểu là 512 GB để đảm bảo cái khả năng lưu trữ dữ liệu cũng như cài đặt chương trình của các bạn. Còn nếu như cái máy tính của các bạn, cái laptop á, desktop mình không nói ở đây, tại vì desktop thì các bạn muốn gắn thêm chục cái ổ cứng vô cũng được nữa. Còn đối với laptop á, thì đôi khi các bạn sẽ có thêm một cái khe ổ cứng HDD dung lượng lớn để mà các bạn lưu trữ file offline. Nếu laptop có cái khe này thì các bạn có thể cân nhắc tới việc là các bạn có thể mua thêm một cái ổ cứng có thể lưu trữ offline dễ dàng. Ngoài ra thì đối với việc mà chúng ta xài laptop hay là bây giờ desktop cũng vậy, thì lưu trữ trên cloud cũng là một cái ưu
tiên, tại vì cloud nó sẽ giúp bảo toàn được cái sản phẩm của bạn. Các bạn sẽ không bị ảnh hưởng với chuyện là laptop bị rớt vô nước, bị mất cấp vân vân, nó rất là dễ dàng. Thì cái việc mà ưu trữ cloud cũng là một cái ưu tiên dành cho các bạn sử dụng laptop, hay là các bạn có nhu cầu sử dụng làm việc nhiều nơi, làm việc work from home, làm việc một cách freelance tự do, một cách di động, thì các bạn cũng nên ưu tiên những cái việc lưu trữ về mặt trên cloud. Thì cloud chúng ta có những cái dịch vụ giống như là Dropbox, Microsoft OneDrive, màn hình. Đối với laptop, các bạn nên mua tối thiểu màn hình 14 inch để đảm bảo đủ không gian làm việc. Tại vì laptop 13 inch nó rất là nhỏ. Vì các bạn làm BA nè, nếu như các bạn không mua tối thiểu 14 inch mà các bạn mua 13 inch chẳng hạn, thì nó rất là nhỏ. Cho nên là các bạn nên đảm bảo được cái việc là chúng ta có 14 inch trở lên để mà đảm bảo đủ không gian làm việc. Còn desktop PC thì tất nhiên các bạn nên mua càng bự càng tốt thôi. Nó tùy thuộc vào cái không gian tài chính của các bạn. Ngoài ra thì đối với các bạn làm laptop thì các bạn có thể mua thêm một cái màn hình ngoài 22, 23 inch trở lên để mà chúng ta mở rộng cái không gian làm việc. Tại vì cái laptop chúng ta chỉ có một cái màn hình thôi. Đôi khi chúng ta phải làm việc rồi phải check mail, phải chat, phải trao đổi vân vân, thì cái việc mà chúng ta trang bị thêm một cái màn hình rời bên ngoài nó cũng rất là cần thiết, nó giúp cho công việc của các bạn hiệu quả hơn rất là nhiều. Còn desktop PC thì thật sự có điều kiện các bạn nên mua hai màn hình, cho tại vì desktop PC nó rất dễ xuất ra hai màn hình. Top thì các bạn nên mua thêm một cái, tại vì đôi khi laptop chúng ta không có nhiều cổng để mà chúng ta xuất hình như là desktop. Và cái cuối cùng là cổng giao tiếp, thì cổng giao tiếp này đây là một cái vấn đề rất là lớn đối với laptop. Chúng ta sử dụng desktop thì chúng ta trên mainboard thật ra nó có rất nhiều cổng giao tiếp, và cái việc mà mở rộng cổng giao tiếp đối với desktop nó rất là dễ dàng. Còn đối với laptop thì chúng ta cần phải đảm bảo tối thiểu, thứ nhất chúng ta cần có những cái cổng USB, USB 2.0, 3.0, những cái cổng xuất hình ví dụ như là cổng HDMI và những cái cổng âm thanh như là sử dụng jack 3.5, những cái cổng cơ bản nhất và để đảm bảo cái công việc của các bạn. Còn cổng âm thanh đúng là chúng ta có thể sử dụng tai nghe Bluetooth. Tuy nhiên thì nó thì với các bạn là không có cái gì bằng cắm dây đâu. Tai nghe mà có sẵn micro nhé, chúng ta không nên mua những cái dây tai nghe mà không có micro. Ngoài ra thì các bạn có thể những cái cổng khác như là USB Type-C hay là khe thẻ nhớ thì optional thôi, nó không bắt buộc. Đó là những cái tiêu chí, những cái yếu tố mà mình nói về việc chọn lựa máy. Thì bây giờ mua máy nào bây giờ? Đầu tiên là tiền đâu? Chúng ta phải xác định rõ cái ngân sách của các bạn dành cho cái máy tính của các bạn là bao nhiêu. Nếu như chúng ta không có tiền, không thể nào chúng ta mua những cái máy ví dụ 5-60 triệu được. Còn nếu như các bạn là tiền là phù du, không có gì ngoài điều kiện thì máy nào cũng được. Tuy nhiên mình không khuyến khích máy nào cũng được, mà các bạn phải mua theo nhu cầu chứ đừng có mua theo phong trào, mua theo sĩ diện, mua theo cái lời tư vấn ABC gì đó của người bán. Chúng ta phải mua theo nhu cầu của chúng ta. Những cái hãng thông dụng chúng ta sẽ có Apple hay là Lenovo, MSI, HP, Acer, Asus, Dell, rất là nhiều hãng để mà chúng ta lựa chọn. Lựa chọn hãng nào? Cái đầu tiên là chúng ta phải coi chúng ta sẽ sử dụng Mac hay là sử dụng Windows. Những cái yếu tố để mà các bạn quyết định đầu tiên đó là chúng ta phải coi chúng ta sử dụng những cái phần mềm nào. Thứ hai là cái nhu cầu công việc của chúng ta ngồi tại chỗ hay là di chuyển nhiều. Thứ ba là những yếu tố về mặt tranh xả chúng ta có cần hay không. Và cái thứ tư là về mặt cổng giao tiếp. Đầu tiên về mặt phần mềm sử dụng thì thật sự đối với cái công việc của BA, mặc dù Mac OS nó có những cái phần mềm hỗ trợ đó, tuy nhiên thì về mặt góc độ của mình đánh giá Windows vẫn cho chúng ta những cái lựa chọn về mặt phần mềm nó tốt hơn rất là nhiều so với Mac OS. Vì nó đa dạng hơn, nó đặc biệt đối với nghề BA, thật sự cái Microsoft Visio nó có thể nói là the best trong việc vẽ vời hiện nay. Ở thời điểm làm video này, thật sự Microsoft Visio là cái phần mềm the best nhất đối với bản thân mình, mà thật sự cũng rất là nhiều bạn BA đánh giá cùng với quan điểm với mình là Visio là the best nhất hiện nay trong việc vẽ các diagram của BA. Còn đối với Mac OS, thật ra các bạn có thể sử dụng rất là nhiều cái phần mềm khác, ví dụ là phần mềm Miro. Và cái mức độ thông minh, về cái mức độ smooth của các cái phần mềm vẽ vời, các phần mềm soạn thảo văn bản thì chưa ai qua được những cái bộ Microsoft Office. Cho nên là Windows, thật ra nó về khía cạnh về sử dụng phần mềm á, thì Windows vẫn là ok hơn. Về nhu cầu công việc ngồi tại chỗ hay là di chuyển nhiều, nếu như các bạn ngồi tại chỗ nhiều thì mình sẽ ưu tiên về mặt Windows hơn. Còn nếu như các bạn di chuyển nhiều thì thật ra cái MacBook á, nó sẽ cho các bạn nhiều cái lựa chọn về pin hơn, cái thời lượng nó pin nó trâu hơn, nó lâu hơn. Tất nhiên thì Windows cũng sẽ có những cái máy nó có pin trâu, và thường tuy nhiên thì cái bộ mức độ pin á, cái mức độ hiệu quả sử dụng pin của Windows sẽ không cao như là Mac. Mức độ tranh xả thì tất nhiên là Mac sẽ cao hơn rồi. Về cổng giao tiếp thì cổng giao tiếp đây là một cái bất lợi của máy Mac. Máy Mac có một số máy Mac mỏng, ví dụ như là MacBook Air, nó sẽ không có nhiều cổng giao tiếp và các bạn đòi hỏi phải sử dụng những cái hub bên ngoài. Mà những cái hub bên ngoài nó sẽ gặp phải những cái vấn đề về mặt đôi khi bị quên, các bạn bị mất cái cổng giao tiếp, hoặc là nó có những cái cổng nó kém chất lượng, nó làm ảnh hưởng tới cái máy. Còn máy Windows
nó sẽ có rất là nhiều cảm nhận tiết hóa sẵn. Cho nên về khía cạnh này thì nó cũng khá là 50-50. Tuy nhiên thì đối với công việc của BA á, thì mình vẫn khuyến khích dùng Windows hơn là Mac OS. Bản thân mình cũng sử dụng hai cái máy Windows và Mac OS, tuy nhiên Mac á, thì mình sử dụng trong khía cạnh là mình đi họp, đi gặp khách hàng này kia thôi. Còn về công ty làm việc, về ngồi tại chỗ làm việc, mình vẫn hoàn toàn ưu tiên máy Windows chứ mình không sử dụng máy Mac. Ok, chúng ta cùng xem hai cái ví dụ về hai cái máy tính mà chúng ta sẽ coi coi là khi mà các bạn lên một cái website, có một nơi nào đó, các bạn muốn mua máy, các bạn cần tư vấn này kia thì chúng ta coi coi chúng ta sẽ xem xét như thế nào, hay là chúng ta sẽ cứ phó mặc cho người bán thôi, hay là chúng ta sẽ xử lý một cách rõ ràng cụ thể hơn, chúng ta sẽ tự chủ động hơn trong quá trình mà chúng ta lựa chọn. Như ở đây cái ví dụ đầu tiên mình sẽ có một cái MSI Model 14, thì cái giá máy ở thời điểm mà mình làm video này nó là 13 triệu rưỡi. Cái cấu hình của nó là một cái con CPU Ryzen 5, thì ở đây mình đã nói là đây là một cái con CPU gọi là balance giữa cái giá tiền và cái hiệu năng. Thứ hai là RAM. Ở RAM ở đây các bạn thấy là chúng ta có 8 GB RAM, nhưng mà chúng ta có một trống một khe RAM. Thì ở đây chúng ta sẽ mua một cái RAM để mà chúng ta gắn thêm vô, một thanh RAM cỡ dưới 1 triệu, không cần cao đâu các bạn. Một thanh RAM không có cao đâu. Chúng ta chỉ cần bỏ thêm 1 triệu nữa thôi là cái máy lên khoảng 14 triệu rưỡi. Để mà chúng ta đảm bảo được cái mức độ 16 GB để mà chúng ta sử dụng một cách mượt mà hơn. Ổ cứng ở đây thì nó có sẵn 512 GB rồi, màn hình 14 inch. Chip đồ họa thì nó có một cái chip đồ họa tích hợp trên CPU cũng khá là mạnh mẽ. Kết nối Wi-Fi, các cổng giao tiếp mở rộng thì các bạn cũng thấy là khá là đầy đủ. Dung lượng cell là 39W giờ. Thì 39W giờ thì theo kinh nghiệm của mình thì sử dụng được khoảng từ 4 đến 5 tiếng. Windows có sẵn, trọng lượng chỉ có 1.3 kg thôi, khá là nhẹ. Và cũng như là cái máy tính này á, mình đã coi cái bên trong cái cấu hình của nó về mặt cái tản nhiệt á, thì cũng khá là hiệu quả. Rồi, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta chỉ cần 14 triệu rưỡi là chúng ta có một cái máy rất là mượt mà. Đúng rồi, đâu có cần nhiều, mình đảm bảo cái máy này xài từ 3 đến 4 đến 5 năm trong một công việc BA, không có cần phải gì phải máy ghê gớm cho mấy chục triệu đâu các bạn, chỉ còn nhiêu đây là đủ rồi. Còn các bạn có nhiều tiền hơn thì các bạn có thể mua những cái máy xịn sò hơn. Tuy nhiên thì đây là một cái ví dụ cho các bạn thấy là một cái máy tính chúng ta cần nó sẽ như thế nào, đơn giản dễ hiểu đúng không ạ, nó không có cần gì phức tạp hết, không không có gì nặng nề hết, cái máy này dư xăng cho các bạn làm công việc IT BA. Rồi một cái ví dụ thứ hai là một cái ví dụ tranh xả hơn. Đây là một cái ví dụ rất là tranh xả, đó là một cái máy MacBook Pro M1 Pro. Các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có 16 GB RAM, chúng ta có màn hình 14 inch, chúng ta có công nghệ Apple, rất là ghê gớm đúng không ạ? Và cái giá của nó cũng rất là ghê gớm, gần 50 triệu. Thì thật sự các bạn sẽ thấy là có đáng hay không? Cái đó tùy nhu cầu thôi, tùy nhu cầu thôi các bạn thôi. Thì đối với là các bạn có tiền, ok, các bạn có thể có quyền lựa chọn gì cũng được. Tuy nhiên thì đối với những bạn mới thì mình không khuyến khích các bạn sử dụng MacBook Pro. Mình không khuyến khích sử dụng MacBook Air nha. Tại vì MacBook Air nó rất là nhỏ, mình đã nói rồi. MacBook Air thường hầu như nó 13 inch chưa. Còn các bạn phải có, làm công việc BA đòi hỏi cái màn hình rộng để các bạn vẽ vời, cho nên các bạn phải ít nhất là 14 inch. Cho nên là 14 inch của Apple nó không rẻ. Nó không rẻ. Cho nên thì mình vẫn khuyến khích là các bạn sử dụng những cái máy như thế này, nó đảm bảo đầy đủ công việc của các bạn. Còn các bạn nhà có điều kiện thì các bạn cứ mua những cái máy này, không thành vấn đề. Tiếp theo mình muốn nói về những cái link phụ kiện để mà giúp cho công việc của các bạn nó hiệu quả hơn, nó mượt mà hơn, bên cạnh cái chuyện là các bạn mua PC hay laptop. Đầu tiên nó là màn hình. Màn hình nó sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều trong quá trình mà các bạn làm việc, tại vì chúng ta cần phải mở rộng cái không gian làm việc của chúng ta, làm sao cho nó tốt nhất, hiệu quả nhất. Cũng như là nếu như trường hợp các bạn sử dụng laptop thì laptop nó, màn hình nó không có lớn, cho nên là chúng ta phải bổ sung thêm những cái màn hình để mà chúng ta đảm bảo được cái hiệu quả. Thì các bạn có thể sử dụng những cái màn hình cố định, hoặc là các bạn có thể sử dụng những màn hình di động. Rồi, đối với desktop thì tất nhiên thì các bạn có càng nhiều màn hình càng tốt, chúng ta sẽ có rất là nhiều không gian để làm việc. Đối với laptop thì các bạn có thể sử dụng thêm giá đỡ để mà chúng ta tản nhiệt. Tại vì cái vấn đề tản nhiệt của laptop nó rất là mệt mỏi, tại vì nó không có thể nào customize được như là desktop. Và tản nhiệt như mình đã nói ở phần đầu, đó là chúng ta không tản nhiệt tốt cho laptop thì mặc nhiên cái hiệu năng của cái máy tính của các bạn chắc chắn bị giảm. Cái này là tính chất bảo vệ của nhà sản xuất rồi, của Windows và cả của nhà sản xuất. Cho nên là chúng ta phải đảm bảo làm sao chúng ta phải tản nhiệt thật tốt, và giá đỡ nó sẽ tạo một cái luồng không khí rất là thoáng ở dưới laptop để mà chúng ta có thể tản nhiệt tốt cho cái laptop của chúng ta. Adapter
Thì những cái adapter này nó sẽ giúp cho chúng ta mở rộng cái cổng giao tiếp nè, cũng như là trong một số trường hợp mà các bạn có những cái sợi dây màn hình, xuất màn hình nó cũ, chúng ta cũng phải có những cái adapter chuyển. Thì những cái này đó các bạn có thể tùy thuộc vào cái nhu cầu để mà các bạn mua sắm thêm thôi. Keyboard và mouse, có thể là các bạn sẽ thấy là gõ bàn phím không có đã, đúng không ạ? Bàn phím của laptop không có đã, hoặc là con chuột của bàn phím nhiều khi nó cũng không mượt mà, thì các bạn có thể mua thêm bàn phím mà chuột rời để mà các bạn xử lý. Cũng như khi mà các bạn sử dụng bàn phím mà chuột rời thì các bạn sẽ làm gia tăng cái độ bền của cái bàn phím của laptop hơn. Cái bàn phím laptop đôi khi nó rất là dễ là hư, cho nên là nếu như các bạn sử dụng bàn phím rời nó cũng đã hơn. Ngoài ra thì có những bàn phím dạng như bàn phím cơ chẳng hạn, thì cái việc gõ máy gõ phím gì đó nó nhanh, nó mượt mà, nó đã hơn rất là nhiều so với là bàn phím laptop. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng thêm những cái bảng vẽ, ví dụ bảng vẽ Wacom chẳng hạn, để mà chúng ta có thể vẽ diagram, chúng ta có thể vẽ thiết kế giao diện vân vân, nó đẹp, nó mượt mà hơn. Rồi chúng ta có thể sử dụng những cái thiết bị Bluetooth để mà chúng ta họp hành, chúng ta nghe nhạc, chúng ta làm video conference vân vân. Thì những cái này nó cũng là những cái phụ kiện mà các bạn có thể cân nhắc để mà các bạn có thể bổ sung thêm cho cái máy tính, cho cái PC, cho cái laptop để mà chúng ta có thể làm việc một cách mượt mà hơn. Ok, đây là những cái nội dung mà mình muốn chia sẻ để giúp cho các bạn có thể lựa chọn được một cái PC, một cái laptop tốt nhất dành cho cái công việc ITBA của các bạn. Hy vọng qua cái video này các bạn có thể lựa chọn cho mình một cái máy tính ưng ý để mà có một cái sự nghiệp BA phát triển hơn. Hai lúa cho các bạn, chúc các bạn thành công trên cái con đường sự nghiệp BA.